Thường thường mà những cái bản tin như này thì Hoàng sẽ đọc đi đọc lại trước 2-3 lần để cho nó mượt, rồi mới Hoàng mới đọc. Nhiều lúc đọc 2-3 lần nhưng mà đọc lại nó vẫn vấp nha, thì đó là điều khá là bình thường đối với Hoàng. Còn các anh chị khác thì Hoàng không biết, nhưng mà Hoàng đọc thì không phải là chuyên nghiệp, đâm ra là sẽ bị vấp rất là nhiều. Đây là cái bài mà Hoàng chưa từng đọc qua này, bây giờ để Hoàng thử đọc cho mọi người xem có thể là cái nó vấp như thế nào, nhiều hay ít nha. Thường thường thì nó sẽ vấp rất là nhiều lần. Để Hoàng download cái video về. Thời tới, tập đoàn hàng đầu Nhật Bản muốn xây dựng hàng loạt khu công nghiệp tại Việt Nam. Theo thông tin mới nhất từ hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại tập đoàn lớn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, ngoại và đầu tư hơn 350 công ty con. Ok, tôi sẽ đọc. Thời tới, tập đoàn hàng đầu Nhật Bản muốn xây dựng loạt khu công nghiệp tại Việt Nam. Theo thông tin mới nhất từ hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Hiroshima mới đây, tổng giám đốc Coric, tập đoàn lớn hoạt động chủ yếu, nó sẽ bị vấp. Đâm ra thì nó vấp cũng là điều bình thường. Thì thường thì Hoàng sẽ thu âm xong chỉnh lại. Thời tới, tập đoàn hàng đầu Nhật Bản muốn xây dựng hàng loạt khu công nghiệp tại Việt Nam. Theo thông tin mới nhất từ hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Hiroshima mới đây, tổng giám đốc Coric, tập đoàn lớn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại và đầu tư với hơn 350 công ty con và 140 công ty liên doanh trên toàn thế giới, đã có cuộc gặp mặt và trao đổi. Tại đây, người đứng đầu tập đoàn đây nó có hai cái chữ mà khác nhau, đâm ra thì Hoàng sẽ phải nghe lại, tại vì cái bạn bạn viết ra đây thì không phải là tự tay Hoàng viết, sẽ có một người khác viết, nhưng mà thấy hai cái chữ nó khác nhau. Soyit, ok. Thời tới, tập đoàn hàng đầu Nhật Bản muốn xây dựng hàng loạt khu công nghiệp tại Việt Nam. Theo thông tin mới nhất từ hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Hiroshima mới đây, tổng giám đốc Soyit cứ Soyit. Thời tới, sửa lại cái chữ này đó chứ, không sửa là nó sẽ bị vấp. Soyit, Soyit, mà ở đây nó ghi Coric, đâm ra là đọc nó sẽ bị vấp. Soyit. Thời tới, tập đoàn hàng đầu Nhật Bản muốn xây dựng hàng loạt khu công nghiệp tại Việt Nam. Theo thông tin mới nhất từ hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Hiroshima mới đây, tổng giám đốc Soyit, tập đoàn lớn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại và đầu tư với hơn 350 công ty con và 140 công ty liên doanh trên toàn thế giới, đã có cuộc gặp mặt và trao đổi. Tại đây, người đứng đầu tập đoàn Soyit cho biết sẽ đầu tư mạnh mẽ và lâu dài tại Việt Nam nhằm thúc đẩy kinh tế giữa hai nước, giúp người dân có thêm cơ hội việc làm, tiếp xúc với môi trường làm việc. Được biết, chỉ trong năm 2022, doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn đã đạt tới
2.480 tỷ yên và 111 tỷ yên. Nó bị vấp rất là nhiều mọi người ạ. Đó là lý do tại sao mà trước khi đọc những cái đó là những cái nhìn trước khi đọc những cái bài, bài báo như này này, những cái bài thông tin tin tức như này này, mình phải đọc lướt qua rất là nhiều lần, 2-3 lần là ít, để cho nó quen cái mặt chữ, là sau đó mình đọc nó sẽ không có bị vấp. Thời tới, tập đoàn hàng đầu Nhật Bản muốn xây dựng hàng loạt khu công nghiệp tại Việt Nam. Theo thông tin mới nhất từ hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Hiroshima mới đây, Tổng giám đốc Sojitz, tập đoàn lớn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại và đầu tư với hơn 350 công ty con và 140 công ty liên doanh trên toàn thế giới, đã có cuộc gặp mặt và trao đổi. Tại đây, người đứng đầu tập đoàn Sojitz cho biết sẽ đầu tư mạnh mẽ và lâu dài tại Việt Nam nhằm thúc đẩy kinh tế giữa hai nước, giúp người dân có thêm cơ hội làm việc, tiếp xúc với môi trường làm việc. Được biết chỉ trong năm 2022, doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn đã đạt lần lượt 2.480 tỷ yên và 111 tỷ yên. Bên cạnh đó, đã có khoảng 70 doanh nghiệp Nhật Bản đang tìm hiểu và muốn mở rộng sản xuất hoặc chuyển dịch sản xuất về Việt Nam. Đáp lại lời đề nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của Sojitz tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Cùng với đó, bày tỏ sự mong muốn với tập đoàn Sojitz sẽ không ngừng mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh bền vững tại Việt Nam, để từ đó đóng góp nhiều hơn vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội. Đó, mọi người thấy không? Có nghĩa là khi mình đọc được 2-3 lần, rồi á, thì nó sẽ quen cái mặt, nó sẽ mượt hơn và nó sẽ ít khi vấp lắm. Còn thường thường thì đọc thì nó sẽ bị vấp, hầu như bài nào cũng sẽ bị vấp, có bài vấp tới 4-5 lần cơ, có bài vấp cả chục lần đọc cũng chưa được. Không biết là mọi người có yêu thích cái đọc TPP giống như Hoàng không? Thì Hoàng thì không có học hành gì về cái ngành này, ngành truyền thông cả, nhưng mà kiểu dạng như là rất là thích những cái thông tin và rất là thích đọc, rồi tự đọc vậy thôi, rồi đăng lên những cái tin tức mình đọc lại gì đó. Còn Hoàng thì chưa có đọc cho một cái trang chính thống nào cả. Thì Hoàng sẽ lấy những cái video trên mạng, xong rồi về lọc ra, rồi bắt đầu đọc theo thôi. Còn mọi người cứ muốn Hoàng đọc thì Hoàng sẽ đọc cho một vài bài gì đó tặng cho mọi người. Giây phút em gặp anh là em nghĩ em gì tình. Chờ tí nha, Hoàng lót cái video về, nó chạy hơi chậm.
Tại hoặc phải lót cái video về xong thu âm lại rồi chỉnh sửa để cho nó khớp, mà nó lót hơi lâu á. Rồi vừa lót xong. Si tình của Hoàng Thùy Linh bất ngờ biến thành bản chốt sale viral khắp siêu thị Nhật Bản. Được biết, chàng trai Nhật Bản đã biến tấu luôn bài hát Si tình thành một bản mời chào sản phẩm chốt sale ngay giữa lòng siêu thị, bất cứ ai đi ngang qua gian hàng. Không có mượt lắm, phải đọc lại. Si tình của Hoàng Thùy Linh bất ngờ biến thành bản chốt sale viral khắp siêu thị Nhật Bản. Được biết, chàng trai Nhật Bản đã biến tấu luôn bài hát Si tình thành một bản mời chào sản phẩm chốt sale ngay giữa lòng siêu thị, bất cứ ai đi ngang qua gian hàng cũng không kiềm chế được mà ngoái lại, thậm chí còn dừng lại mua sản phẩm giúp anh. Đúng là quá đỉnh rồi. Đúng là quá đỉnh rồi, chọn được đúng người hợp với bản thân đã thế, còn vừa kiếm ra tiền, vừa thỏa mãn được niềm đam mê đi siêu thị. Viết mà không phải không đồ gì hết, mình đọc không có ngưng được luôn. Đó, đó là một cái lý do mà mình thường vấp nữa đó nha. Đó là một cái lý do mà thường vấp. Không có phải. Được biết cho đấy. Chút xem ngay giữa lòng siêu thị. Không có phải. Bất cứ ai đang ngang qua gian hàng cũng cần chỉ mà hỏi lại. Thậm chí còn những hành sản phẩm cho anh. Đó. Không phải không rồi gì cả. Còn vừa kiếm. Rồi. Hoàng sẽ tiếp tục đọc nha. Tại vì vừa nãy nó sẽ nó không có chấm phẩy thì đâm ra cái bài này thì nó ngắn, nhưng mà đọc nó bị vấp, không biết ngắt đoạn nào. Si tình của Hoàng Thùy Linh bất ngờ biến thành bản chốt sale viral khắp siêu thị Nhật Bản. Được biết, chàng trai Nhật Bản đã biến tấu luôn bài hát Si tình thành một bản mời chào sản phẩm chốt sale ngay giữa lòng siêu thị. Bất cứ ai đi ngang qua gian hàng cũng không kiềm chế được mà ngoái lại, thậm chí còn dừng lại mua sản phẩm giúp anh. Đúng là quá đỉnh rồi, chọn được người. Đúng là quá đỉnh rồi, chọn được đúng người hợp với bản thân. Đã thế, còn vừa kiếm ra tiền, vừa thỏa mãn được niềm đam mê. Đi siêu thị sau chuỗi ngày làm việc mệt nhọc, mà gặp anh này thì mọi stress bay đi. Cũng lại bị vấp nữa. Chán ghê. Cái này là lỗi cho bản thân rồi. Đọc lại nha. Si tình của Hoàng Thùy Linh bất ngờ biến thành bản chốt viral khắp siêu thị Nhật Bản. Được biết, anh chàng... Sao nó cứ bị vấp miết vậy ta? Cũng khó chứ mọi người ha. Si tình của Hoàng Thùy Linh bất ngờ biến thành bản chốt sale viral khắp siêu thị Nhật Bản. Được biết, chàng trai Nhật Bản đã biến tấu luôn bài hát Si tình thành một bản mời chào sản phẩm chốt sale ngay giữa lòng siêu thị. Bất cứ ai đi ngang qua gian hàng cũng không kiềm chế được mà ngoái lại, thậm chí còn dừng lại mua sản phẩm giúp anh. Đúng là quá đỉnh rồi, chọn được người hợp với bản thân, đã thế còn vừa kiếm ra tiền và thỏa mãn được niềm đam mê. Đi siêu thị sau chuỗi ngày làm việc mệt nhọc mà gặp anh này thì mọi stress cũng bay đi mất. Mong rằng anh luôn giữ vững phong độ làm việc, cống hiến thế này. Lại vấp nữa mọi người ạ. Cống hiến thế này nhé. Mà mới chuyện này mình đã ngưng rồi. Bởi thường thường một cái bản tin như vậy thì Hoàng đọc nó rơi vài tầm 5 đến 10 phút mới xong. Một cái bản tin ngắn thôi, chứ không có dài. Hoàng sẽ đọc lại nha. Si tình của Hoàng Thùy Linh bất ngờ biến thành bản chốt sale viral khắp siêu thị Nhật Bản. Được biết, chàng trai Nhật Bản đã biến tấu luôn bài hát Si tình thành một bản mời chào sản phẩm chốt sale ngay giữa lòng siêu thị. Bất cứ ai đi ngang qua gian hàng cũng không kiềm chế được mà ngoái lại, thậm chí còn dừng lại mua sản phẩm giúp anh. Đúng là quá đỉnh rồi, chọn được người đúng với bản thân, đã thế còn vừa kiếm ra tiền, vừa thỏa mãn được niềm đam mê. Đi siêu thị sau chuỗi ngày làm việc mệt nhọc mà gặp anh này thì mọi stress cũng bay đi mất. Mong rằng anh luôn giữ vững phong độ làm việc, cống hiến thế này nhé, rất được. Lại vấp nữa mọi người ạ. Sao cái tự
cái từ này nó cứ vấp miếc thế nào. Mà gặp được anh này cũng bên mong rằng anh luôn giữ, mong rằng anh luôn giữ vững phong bộ, phong độ làm việc. Phải một cái nữa, cống hiến thế này nhé, rất được lòng khách hàng đấy. Ok, lại nha mọi người nha. Si tình của Hoàng Thị Linh bất ngờ biến thành bản chốt sale viral khắp siêu thị Nhật Bản. Được biết, chàng trai Nhật Bản đã biến tấu luôn bài hát Si tình thành một bản mời chào sản phẩm chốt sale ngay giữa lòng siêu thị. Bất cứ ai đi ngang qua gian hàng cũng không kiềm chế được mà ngoái lại, thậm chí còn dừng lại mua sản phẩm giúp anh. Đúng là quá đỉnh rồi. Chọn được đúng người, hợp với bản thân, đã thế còn vừa kiếm ra tiền, vừa thỏa mãn được niềm đam mê. Đi siêu thị sau chuỗi ngày làm việc mệt nhọc, mà gặp anh này thì mọi stress cũng bay đi mất. Mong rằng anh luôn giữ vững phong độ làm việc, cống hiến thế này nhé. Rất được lòng khách hàng đấy ạ. Đọc tới đọc lui mấy lần, nó mới xong được một cái bản tin. Bởi mọi người thấy, công việc gì nó cũng có cái khó của nó, chứ không phải là đơn giản. Nhiều lúc mà mọi người thấy cứ đọc như vậy là xong, nhưng mà thực ra đọc được một cái bản tin nó cũng vất vả lắm, vấp tới vấp lui. Nhiều lúc mà mình đọc nhiều quá mà mình quậu luôn á, tức là mình đọc mà nó bị vấp nhiều quá là mình sẽ quậu. Không biết mọi người có như thế không? Thường thường thì mà lần quậu như thế thì họ sẽ ngưng lại một lúc rồi mình sẽ đọc lại. Tiếp theo một bài nữa này. Mọi người có thích đọc tin không? Mọi người có yêu thích đọc tin, đọc sách hoặc là kể chuyện không? Hoàng thì từ nhỏ thì Hoàng không có cái niềm đam mê đó, nhưng mà khi lớn lên thì sau tự nhiên cảm thấy rất là yêu thích cái công việc mà đọc tin tức rồi đọc sách. Đọc sách thì Hoàng vẫn chưa đọc được một cái cuốn sách nào cả, nhưng mà rất là thích nha. Hoàng rất là thích đọc, rất là thích đọc như vậy. Rồi tin tức thì Hoàng đọc khá là nhiều, nhưng mà sách thì hầu như là chưa. Rồi kể chuyện chẳng hạn. Thì ban đầu thì Hoàng cũng đọc một vài cái cho vui, nhưng mà nhiều người nghe xong bảo là giọng của Hoàng đọc rất là nghe, rất là dễ chịu. Đâm ra thì Hoàng cũng thử đọc nhiều hơn, chứ không phải đi học hành gì cả. Nhưng mọi người nào, thực ra thì không phải ai nghe cũng thích nha. Thì sống mà, làm sao để mà vừa lòng được mọi người. Có người thì mình thích nghe mình đọc, nhưng cũng có người không thích đọc nghe mình đọc. Thì ai thích thì người ta nghe thôi. Cùng tần số với mình thì người ta nghe, còn nếu mà không cùng tần số thì người ta không nghe đâu. Người ta sẽ bảo là đọc chán, đọc dở. Thì cái điều đó thì Hoàng cũng công nhận. Thì Hoàng cũng không đọc hay lắm, Hoàng không nói gì cả. Phải tải tiếp tục tải cái cái video tin tức về. Bây giờ Hoàng sẽ đọc lướt qua một đoạn xem thử có cần chỉnh sửa hay không. Cần thì Hoàng sẽ chỉnh sửa cho nó dễ đọc, chứ không thì nó sẽ bị vấp rất là nhiều ha. Bóc trần sự thực đằng sau chương trình thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản, nỗi ám ảnh kinh hoàng khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình sợ hãi. Mới đây, trên kênh thông tin Nhật Bản đã đăng tải về hoàn cảnh khó khăn mà các thực tập sinh phải trải qua. Cụ thể, các thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sống ở Kansai đã phải chịu nhiều tác động vật lý
lẫn lăng mạ từ những sân bay đi trước. Mặc dù hiện tượng này đã xảy ra từ lâu, nhưng chính các thực tập sinh lại không có sự lựa chọn nào khác bởi ràng buộc về quy tắc không được thay đổi công việc. Bởi vậy mà khi không thể chịu đựng họ chỉ còn cách bỏ trốn ra ngoài, làm bất hợp pháp. Không chỉ có vậy, không chỉ có áp lực về nợ nần, không chỉ có vậy, áp lực về nợ nần khi phải trả khoản nợ gần 200 triệu sang Nhật, nhưng thực tế mức lương nhận lại quá thấp, có những trường hợp còn bị công ty chèn ép, thậm chí đã sang Nhật 2 đến 3 năm vẫn không thể trả hết nợ. Chính những yếu tố đó đã khiến không ít người rời bỏ công ty để tìm cho mình con đường mới, con đường bất hợp pháp. Đường bất hợp pháp, những có thể, nhưng có thể chứ sao là những, ở đây là nhưng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Trong vài năm trở lại đây, chỉ riêng thành phố Osaka đã có hơn 5.000 người bỏ trốn ra ngoài. Hệ lụy của chương trình thực tập sinh Nhật gây ra là vô cùng nguy hại. Thế nhưng vì là đất nước xu hướng phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, nên nhiều người mặc dù biết nhưng vẫn muốn cống hiến vì tương lai sau này trở nên tốt đẹp. Ok, Hoàng sẽ đọc một lần xem thử có bị vấp hay không. Bóc trần sự thực đằng sau chương trình thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản, nỗi ám ảnh kinh hoàng khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình sợ hãi. Mới đây, trên kênh thông tin Nhật Bản đã đăng tải về hoàn cảnh khó khăn mà các thực tập sinh trải qua. Cụ thể, các thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sống ở Kansai đã phải chịu nhiều tác động vật lý lẫn lăng mạ từ những senpai đi trước. Mặc dù hiện tượng này xảy ra đã từ rất lâu, nhưng chính các thực tập sinh lại không có sự lựa chọn nào khác bởi ràng buộc về quy tắc không được thay đổi công việc, bởi vậy mà không thể chịu đựng. Họ chỉ còn cách bỏ trốn ra ngoài làm bất hợp pháp. Không chỉ có vậy, áp lực về nợ nần khi phải trả khoản nợ gần 200 triệu sang Nhật, nhưng thực tế mức lương nhận lại quá thấp, có những trường hợp còn bị công ty chèn ép, thậm chí đã sang Nhật 2 năm đến 3 năm vẫn không thể trả hết nợ. Chính những yếu tố đó đã khiến không ít người rời bỏ công ty để làm cho mình con đường mới, con đường bất hợp pháp, nhưng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Trong vài năm trở lại đây, chỉ riêng thành phố Osaka đã có hơn 5.000 người bỏ trốn ra ngoài. Hệ lụy của chương trình thực tập sinh Nhật gây ra là vô cùng nguy hại. Thế nhưng vì đất nước xu hướng phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, nên nhiều người mặc dù biết nhưng vẫn muốn cống hiến vì tương lai sau này trở nên tốt đẹp hơn. Ok, cũng hơi mực mực rồi đó, bây giờ Hoàng sẽ thu luôn. Bây giờ Hoàng sẽ đọc qua một lần rồi, và bây giờ Hoàng sẽ đọc và Hoàng sẽ thu, Hoàng lấy luôn. Mà thường thường thì đọc nó vẫn vấp nha, không phải không vấp nhưng không sao đâu ha. Mọi người được cùng ai yêu thích thì cứ like và follow cho Hoàng nha. Bóc trần sự thực đằng sau chương trình thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản, nỗi ám ảnh kinh hoàng khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình sợ hãi. Mới đây, trên kênh thông tin Nhật Bản đã đăng tải về hoàn cảnh khó khăn mà các thực tập sinh phải trải qua. Cụ thể, các thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sống ở Kansai đã phải chịu nhiều tác động vật lý lẫn lăng mạ từ những senpai đi trước. Mặc dù hiện tượng này đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng chính các thực tập sinh lại không có sự lựa chọn nào khác bởi ràng buộc về quy tắc không được thay đổi công việc. Bởi vậy mà khi không thể chịu đựng, họ chỉ còn cách bỏ trốn rồi ra ngoài làm bất hợp pháp. Không chỉ có vậy, áp lực về nợ nần khi phải trả khoản nợ gần 200 triệu sang Nhật, nhưng thực tế mức lương nhận lại quá thấp, có những trường hợp còn bị công ty chèn ép, thậm chí đã sang Nhật 2 năm đến 3 năm vẫn không thể trả hết nợ. Chính những yếu tố đó khiến không ít người rời bỏ công ty để tìm cho mình con đường mới, con đường bất hợp pháp, nhưng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Trong vài năm trở lại đây, chỉ có riêng thành phố Osaka đã có hơn 5.000 người bỏ trốn ra ngoài. Hệ lụy của chương trình thực tập sinh Nhật gây ra là vô cùng nguy hại. Thế nhưng vì là đất nước xu hướng phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo,
nên nhiều người mặc dù biết nhưng vẫn muốn cống hiến vì tương lai sau này trở nên tốt đẹp hơn. Đó, có thể là đọc đi đọc lại 2-3 lần nhưng nó vẫn bị vấp bình thường. Cảm ơn, hôm nay Hoàng sẽ đọc tin tới đây thôi. Và mọi người cứ theo dõi Hoàng nha. Tiếp theo tới đây Hoàng sẽ đọc thêm những cái tin tức. Và mọi người muốn Hoàng đọc cái gì thì cứ comment bên dưới, Hoàng sẽ đọc để cho mọi người cùng nghe thử nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vui. Luôn luôn vui cười và luôn luôn an nhiên nha. Bye bye mọi người.